ống nhựa Truman là sản phẩm chiến lược góp phần quan trọng vào việc khẳng định vị thế và hoàn thiện bộ giải pháp tổng thể về nguồn nước của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Được vận hành và kiểm soát bởi các chuyên gia đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, ống nhựa Truman tích hợp những giá trị cao nhất của ngành công nghiệp nhựa trên thế giới. Ống nhựa Truman được sản xuất trên dây chuyền máy đun của tập đoàn Kraft Maffei, Bakersfield, Cincinnati, hệ thống nạp điện tự động khép kín của tập đoàn Teflin, hệ thống nâng tự động của tập đoàn Sika, nguyên liệu nhựa nguyên sinh của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Baurut, SCG, Sabic. Nhờ được trang bị hệ thống máy móc theo tiêu chuẩn châu Âu, nên nhà máy ống nhựa Truman Việt Nam là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất các sản phẩm ống nhựa chất lượng cao với kích thước đa dạng. UPVC đường kính từ 20-400mm, PPR với đường kính từ 20-160mm, HDPE với đường kính từ 20-630mm. Ống nhựa Truman Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, tương đương với chất lượng sản phẩm được sản xuất tại Đức. Với hệ thống dây chuyền hiện đại khép kín, nguồn nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà cung cấp hạt nhựa uy tín trên thế giới như Baurut, SCG sẽ đi qua máy ép đùn để tạo ra sản phẩm ống có hình dạng đơn giản và kết cấu song song. Với sản phẩm ống có hình dạng và kết cấu phức tạp, nhựa nguyên liệu sẽ được tự động chuyển qua hệ thống máy ép phun, từ đó tiếp tục chuyển qua hệ thống máy cắt và máy nong để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm trước khi rời nhà máy phải được bộ phận kỹ thuật kiểm tra đảm bảo đạt tiêu chí chất lượng theo tiêu chuẩn DIN 8077, DIN 8078 và TCVN, bao gồm xác định độ bền với áp suất bên trong ở nhiệt độ 20 độ C trong nhiều giờ, độ bền đối với va đập bên ngoài, độ co rút, nhiệt hóa mềm phi cát, tốc độ dòng chảy, mức độ phản ứng với dung dịch axit và kiềm, thời gian oxy hóa. Các sản phẩm ống nhựa được sản xuất tại nhà máy Truman đều theo công nghệ đun ống tiên tiến của Cincinnati là công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Bên cạnh đó, những sản phẩm ống nhựa này rất an toàn để sử dụng mà không hề ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của người tiêu dùng, sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường. So với các sản phẩm ống truyền thống được sản xuất từ nguyên vật liệu như tôn kẽm, gang, thép hoặc bê tông thì ống nhựa Truman sở hữu nhiều tính năng vượt trội, an toàn vệ sinh, không bị chất xuất kim loại nặng khi dẫn nước hay vận chuyển chất lỏng, không bị bám bụi hoặc nhiễm khuẩn, năng suất dòng chảy cao, lòng ống trơn nhẵn và giảm thiểu ma sát, không gây trở lực lớn cho dòng chảy, đạt lưu lượng chảy cao, khả năng chống ăn mòn, sản phẩm không dẫn điện, không bị phản ứng điện hóa bởi axit, kiềm hoặc muối. Đặc biệt là tính hiệu quả trong quá trình sử dụng sản phẩm do chi phí bảo dưỡng rất thấp và có độ bền khi sử dụng lên đến 50 năm trong điều kiện tiêu chuẩn. Các sản phẩm ống nhựa và phụ kiện của nhà máy ống nhựa Truman đều đạt tiêu chuẩn cao nhất trên thị trường. Ống nhựa không hóa dẻo UPVC dùng cho hệ thống cấp thoát nước trong điều kiện có áp suất TCVN 8491-2-2011, ISO 1452-2-2009. Ống nhựa chịu nhiệt PPR dùng để dẫn nước nóng và lạnh TCVN 10097-2-2013, ISO 15874-2-2013 và DIN 8077-2008-09, DIN 8078-2009-09. Nhà máy ống nhựa Truman là đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng của Cộng hòa Liên bang Đức đầu tiên tại Việt Nam. Với kinh nghiệm 20 năm làm trong nghề quản lý sản xuất ống nhựa, tôi cảm thấy rất hài lòng khi làm việc với máy móc thiết bị hiện đại tại nhà máy Truman. Với quy trình sản xuất đạt theo tiêu chuẩn ISO và chất lượng được kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. Chính vì vậy, ống nhựa Truman đáp ứng tất cả các công trình lớn nhỏ, bao gồm công trình đô thị, công trình dân dụng và các cái công trình công nghệ cao, từ ứng dụng trong công nghiệp và nông nghiệp và các cái công trình xử lý nước thải. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của nhà máy ống nhựa Truman được đào tạo từ tác phong làm việc đến trình độ chuyên môn đạt theo tiêu chuẩn của người Đức. Nhờ đó, năng suất lao động luôn được tăng cao, chất lượng sản phẩm luôn được duy trì ổn định và đáp ứng theo nhu cầu thị trường, kể cả những lúc sản lượng tăng đột biến. Sản phẩm đang được sử dụng tại nhiều công trình, dự án lớn trên cả nước như cung cấp ống nhựa HDPE cho 17 xã của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, dự án cấp thoát nước tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, dự án nước sạch nông thôn tại Quế Võ, Bắc Ninh, tại công trình mở rộng hệ thống cấp nước tập trung tại xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Phần lớn sản phẩm ống nhựa Truman đã được thi công và còn rất nhiều sản phẩm đang được đưa đến tập kết tại đây để tiếp tục thi công công trình. Chỉ trong thời gian ngắn nữa, những sản phẩm ống nhựa Truman sẽ mang đến cho bà con ở đây nguồn nước sạch dồi dào, đảm bảo an toàn cho cuộc sống.
Gia đình chúng tôi đang hoàn thiện căn nhà mới và cũng đang hoàn thiện cái hệ thống ống nước, và tôi thì rất e ngại về chất lượng của hệ thống đường nước, bởi vì sẽ phát sinh rất là nhiều chi phí cũng như các cái phiền phức nếu như hệ thống đường nước mà nó phát sinh các cái hỏng hóc trong quá trình sử dụng. Và tôi cũng nghiên cứu và tìm hiểu các cái sản phẩm ống nhựa trên thị trường và quyết định là lựa chọn cái sản phẩm ống nhựa Showman của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Trước đây tôi cũng đã sử dụng sản phẩm bồn nước của Tân Á Đại Thành và rất hài lòng về chất lượng sản phẩm, nên là rất là tin tưởng khi lựa chọn cái sản phẩm ống nước của Showman cũng của tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất. Tôi cũng đã tham khảo rất nhiều các cái đội thợ chuyên thi công hệ thống đường nước, và sản phẩm ống nhựa Showman cũng nhận được sự đánh giá rất cao về chất lượng cũng như là thuận tiện, dễ dàng đấu nối trong quá trình thi công. Và tôi tin tưởng là sản phẩm sẽ mang lại sự hài lòng cho gia đình tôi trong quá trình sử dụng. Ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến của Cộng hòa Liên bang Đức với hệ thống trộn trung tâm hiện đại bậc nhất Việt Nam và quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Ống nhựa cao cấp Showman còn sở hữu những ưu điểm vượt trội hơn hẳn các ống nhựa thông thường khác trên thị trường. Nguyên liệu nhựa nguyên sinh, có khả năng tái sinh, thân thiện với môi trường. Là đại lý phân phối các sản phẩm của công ty Showman, tôi đánh giá Showman đã và đang đầu tư rất nghiêm túc từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng. Ba dòng sản phẩm ống nhựa chính là UPVC, PR, HDPE, các loại phụ kiện đi kèm mà công ty đang cung cấp qua hệ thống nhà phân phối trên cả nước của Showman. Sản phẩm nhanh chóng được đông đảo khách hàng tin tưởng đón nhận khi có độ bền cao, lại giá thành hợp lý và dễ sử dụng. Cùng với đó, công ty Showman tích cực đưa ra các chính sách ưu đãi về bán hàng, theo tôi đánh giá là phù hợp với từng đặc thù của mỗi nhà phân phối. Công ty Showman Việt Nam là một thành viên của tập đoàn Tân Á Đại Thành, được đầu tư trang thiết bị sản xuất đồng bộ từ các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới. Nhà máy Showman đặt cái tiêu chuẩn nhà máy sản xuất tại Đức với tổng mức đầu tư là 70 triệu USD. Hiện tại thì Showman đã hoàn thành cái giai đoạn 1 với mức đầu tư là 35 triệu USD. Sản phẩm ống nhựa Showman ra đời là một cái sản phẩm quan trọng kết nối các cái sản phẩm trong bộ giải pháp tổng thể về nguồn nước mà tập đoàn Tân Á Đại Thành chúng tôi dày công nghiên cứu để đem đến cho người tiêu dùng một bộ sản phẩm có cái hiệu quả sử dụng cao và thân thiện với môi trường. Với chất lượng sản phẩm, Showman đạt cái tiêu chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn DIN, thì chúng tôi tin rằng và sẵn sàng đáp ứng mọi cái yêu cầu khắt khe nhất của các dự án, của các công trình, và cũng hứa hẹn đem đến cho các cửa hàng một sản phẩm để kinh doanh có thương hiệu, có lợi nhuận, ổn định và bền vững. Hiện các sản phẩm ống nhựa Showman đã phủ tới hàng nghìn nhà phân phối của tập đoàn, cung ứng cho thị trường trên toàn quốc và nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách hàng. Đó là thành quả của quá trình không ngừng sáng tạo, linh hoạt trong điều hành và tìm ra đường đi khác biệt để xây dựng các lợi thế cạnh tranh thông qua phát triển hệ thống chi nhánh phân phối, bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Showman sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho mảng nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Song song với đó, hoàn thành giải pháp tổng thể với ống với đầy đủ các chủng loại ống và đồng bộ từ ống đến phụ kiện, đảm bảo cho khách hàng được tiếp cận với các sản phẩm tiện dụng, chất lượng nhất.